Một thiết kế đẳng cấp đến từ Melia Luxury mà các quý cô xinh đẹp sẽ không thể bỏ lỡ, bởi nó mang đến một thần thái ngút ngàn và một khí chất vạn người mê, một nét đẹp cuốn hút rất riêng cho những quý cô yêu cái đẹp nhà Melia. Và chắc chắn rằng các quý cô trông sẽ thật sự tỏa sáng trong những bữa dạ tiệc xa hoa khi diện thiết kế này lên người. Được làm với dòng chất liệu vải gen ép cao cấp, có bề mặt vân hoa nổi vô cùng đẳng cấp, thì đây quả thực sẽ là một thiết kế chân ái để giúp các quý cô tỏa sáng dù bất kỳ nơi đâu. Kết hợp cùng gam màu đỏ ruby hết sức ấn tượng sẽ tôn tông da trắng mịn của các chị em. Phần thân trên hở nhẹ một chút vai vẫn đem đến vẻ thanh lịch nhưng mang tới một sự quyến rũ dành cho các quý cô. Và đặc biệt phần cổ được check V, được nhấn nhá vô cùng điệu đà và khéo léo bằng một bông hoa 3D được đắp thủ công từng cánh, kết hợp cùng với những hạt đá pha lê cao cấp làm nhụy hoa, càng giúp các quý cô trở nên lộng lẫy hơn và mang một sự cuốn hút rất riêng. Ở phía dưới thì sẽ là một điểm đặt eo rất cao và kết hợp cùng với những đường đánh ly khéo léo ở phần eo, kết hợp cùng với một phần xẻ tà nhẹ nhàng ở phần chân để giúp các quý cô vừa hách dáng vừa có thể tự tin trong mọi chuyển động. Nhìn về tổng thể thì đây là một trong những thiết kế đầm ôm cực kỳ xuất sắc mà Melia rất tâm đắc. Hy vọng rằng các quý cô sẽ tỏa sáng cùng với thiết kế bestseller này. Hai cách thức mua hàng quen thuộc đến từ Melia. Các quý cô toàn quyền được kiểm tra hàng thoải mái và free ship toàn quốc nếu như đặt hàng online. Còn nếu như có thời gian hãy ghé showroom bên em để thử nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.